Mình cũng thích, rất là yêu. Chị em mình có tin là eo của mình lên đến 7, 72 không ạ? Đấy, rất là nhỏ, bởi vì mình mặc là eo trên cho nên nó đẩy hết những cái phần 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 eo ở cái phần mỡ ở phần eo trên của mình đẩy xuống phần bụng dưới, cho nên là nó che khuyết điểm rất là tốt, lưng vừa cong, cảm giác chân dài, lưng ngắn lên đấy, rất là xinh luôn. Tôn vòng 3, hack eo, đẩy hông, mềm mại nữ tính. Cái dáng này là cái dáng mà mình cắt cho chị em, rất nhiều người thích, cực kỳ nhiều người thích, không hề béo lại mềm mại nữ tính luôn. Đến môi trường công sở thì đúng là nhìn rất là dịu dàng nữ tính rồi, lại che khuyết điểm nữa. Cái áo lụa này mình kết hợp thêm với một cái chân váy khác nữa, đây là chân váy thứ ba, để cho chị em mình hoàn toàn tự tin vào khi lựa chọn cái chân váy nhá. Bởi vì là những chị em mình có cái vòng ba ấy, nhiều kiểu khác nhau, có những người thì có những người là vòng ba quá lớn này, có những người vòng ba quá nhỏ này, có những người hai bên hông rất là hẹp, có nghĩa là cái phần hông ấy nó bị hẹp, có những người thì bụng rất là lớn, cho nên là khi mà mặc như nào để che được khuyết điểm thì nhà mình có rất là nhiều kiểu váy. Đây là một kiểu váy đặc biệt, đây mọi người nhìn đặc biệt ở chỗ nào, vì cái này là cạp rất là cao, cái phần cạp nhỏ nhắn nó cũng có một cái ưu điểm, đó là nhìn cái cảm giác vòng eo của mình nó sẽ thanh thoát hơn. Và cái dáng này là cái chất liệu trượt rất là mềm, trượt hàm rất là mềm, khi mình mặc lên ấy thì mình may cái chân nhún này, mặc dù chất liệu nó tương đối dày dặn nhưng lại rất là mềm mại. Dày để làm gì? Dày để che đỡ được bụng của mình, có nghĩa là khi mặc những chất liệu dày thì nó sẽ đỡ cho mình, nó ghen bớt cơ thể của mình lại, nhưng mà nó có mềm để tạo ra những cái độ rủ bay mềm mại. Đấy, khi mình làm nhún thì chất liệu nó phải khá mềm thì nó mới cho một sản phẩm mình cảm giác là nó bay, nó mềm mại và nó không bị béo. Cho nên là cái này nó có hai cái phần ưu điểm, một là dày dặn một chút để che được cái phần mọi khuyết điểm, khi là cơ thể của mình nó có cái phần hơi lỏng thì nó sẽ ghen bớt cho mình lại. Hai nữa là dày và mềm mại thì là để cho cái sản phẩm mình cảm giác khi nhún nó không bị béo. Đấy, cái này thì sẽ hợp với những chị em có cái vòng hông hai bên hông của nó không được đẩy ấy, nó không được cong, thì là nhún hai bên sẽ đẩy cho cái vòng hông của mình cảm giác nó sẽ đầy hơn, còn đằng sau rất là xinh này, nó vừa bám. Nên là ví dụ ai mà mông đằng sau mà nó quá lớn ấy, thì cái này nó không bị lộ. Đấy, nó không bị lộ bởi vì nó chỉ nhún ở hai bên hông để đẩy cái phần hông của mình thôi. Nhưng cái hông của mình nó bị hẹp ấy, nó không được cong hai bên hông thì cái nhún này nó khắc phục cho mình cái điểm đấy. Hơi thấp một chút nó không phải là khuyết điểm đâu, khuyết điểm là quan trọng là mình không biết khắc phục thôi. Cho nên là ví dụ như ai mà không đi được giày cao thì mọi người có thể chọn những đôi sandal như mình đang đi này, đồng màu da này. Những đôi sandal nó có cái dây này, khi mà mình ở cái phần cổ chân ấy nó đỡ cho mình này. Nó không làm cho mũi chân mình nó bị đau, nó khó chịu, nó vẫn gót là vẫn gót nhọn nhá. Mình vẫn đi gót nhọn, bởi vì chị em mình mà thấp ý, thì chị em mình cứ chọn những đôi có gót nhọn nhưng mà có thể chiều cao vừa phải. Ai mà không đi được cao quá thì đi tầm 5-7 phân thôi, nhưng mà chọn những cái đôi đồng màu da chân như này thì cảm giác chân mình nó sẽ dài hơn. Nên chị em mình lưu ý trong quá trình chọn cái đôi sang đan là sao mình vừa đi làm nó vừa thoải mái, nó vừa tôn được phong dáng cho chị em mình nhá. Cái set này mình cũng thích, rất là yêu.